bạn đến với khu vườn nhỏ của Andy và mình là Andy đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử video clip. Nếu bạn thấy đúng, thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, share, bình luận cho mình. Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì rất cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Mình có một kênh tarot thứ hai nữa, đó là tarot bánh quy. Thì đối với kênh này thì mình làm chủ yếu về self-love, phát triển bản thân giữa đấng tuần, giữa đấng tháng. Đối với khu vườn nhỏ thì mình làm chủ yếu về tình cảm. Thì hôm nay thì mình sẽ làm chủ đề đó là lời người ta muốn nhắn nhủ với bạn. Thì ở đây người ta thì mình cũng không có mặc định là người bạn đã quen, đang quen hay là đang tìm hiểu, thành ra là nó có thể là bất kỳ đối tượng nào ha. Thì ở đây mình có tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Có thể là người bạn cũng đã ngắt kết nối rồi cũng được. Thì bạn cứ chọn tụ 3 mà các bạn thích ha, mình sẽ để đá vào sau. Xin chào các bạn, chọn tụ số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn chuông, like, share để lại bình luận cho mình ha. Đừng quên follow Instagram của mình nếu các bạn muốn. Thì là người ta muốn nhắn nhủ với bạn ha. Bạn có The Wheel. Bạn có Queen of Cups. Và bạn có 8 tiền. Cái lời nhắn nhủ này thì đầu tiên là ở trong đầu mình nó chạy ra một cái câu chuyện về một cái bà nữ hoàng cốc. Bà đang nhìn vô cái cốc của bà xong rồi kiểu giống như là có một cái người tạc tượng, và nó kiểu giống như là một cái hình mẫu lý tưởng, hoặc là một cái giống như ví dụ như mình có một cái hình mẫu lý tưởng nào đó và mình nhớ về cái người đó, hoặc là mình thương một cái người nào đó, nhưng mà cái người mà họ gọi là kiểu giống như là bạn tưởng tượng bạn thương, bạn thích một người, nhưng mà có vẻ giống như cái hình mẫu lý tưởng của cái người đó không phải là bạn á. Thì nó giống như cái câu chuyện ở trong đây, giống như là tôi yêu bạn nhưng mà hình như trong lòng bạn cái hình mẫu cái người mà bạn thích có vẻ như không phải là tôi, mà là một cái ai đó, một cái người nào đó không hoàn hảo. Một cái người nào đó mà nó hoàn hảo hơn hoặc là nó khác với mong đợi của tôi. Nó giống như một cái bức tượng tạc ở đây nè, kiểu giống như là tôi là cái cốc nước nhưng mà bây giờ cái thứ mà tôi muốn là một cái người như tạc tượng. Nói thì có vẻ giống như nghe nó hơi mơ, kiểu giống như không phải là nó mơ hồ mà nó kiểu giống như sao nghe nó xa vời quá dạ. Nhưng mà mình cảm thấy ở đây nó giống như kiểu đó là một cái người nhớ thương hoặc là yêu một người hoặc là để ý một người, nhưng mà có thể là họ không biết hoặc là họ cảm thấy tiếc nuối. Thành ra cái năng lượng này có thể là năng lượng của người thích thầm bạn, hoặc là có thể là năng lượng của một người mà đã gian dở với bạn. Tại vì giống như mình nói rồi, giống như ví dụ như mình thích bạn nhưng mà mình nghĩ là cái gu của bạn thích á, là một cái gu khác, còn mình là một cái người khác với cái gu của bạn, thì dĩ nhiên cái đó là mình đang thích thầm bạn mà. Thành ra giống như là mình sẽ cũng tự thấy mình muốn lui cung. Còn nếu đây là một cái người mà đã tìm hiểu với bạn rồi hoặc là đã có một cái câu chuyện tình cảm với bạn rồi thì họ thừa hiểu là cái hình mẫu của bạn là cái gì, và họ đang nào ngồi tiếc nuối về cái hình mẫu đó, bởi vì họ biết họ đâu phải là cái người mà bạn mong muốn, mà họ chỉ là một cái bóng hình thôi, họ chỉ là họ thôi, họ đâu có thể là cái bức tượng tạc như bạn mong muốn. Nếu mà mình nói một cách dễ hiểu hơn nữa thì đó là giống như ví dụ ở đây chúng ta có nữ hoàng cốc. Nữ hoàng cốc là một người có yêu cầu, có mong muốn, có khát khao, có nguyện vọng được thấu hiểu, được một cái người khác yêu thương, che chở, bảo bọc hết mình, và có một cái sự thấu hiểu rất là cao. Và bạn biết nữ hoàng cốc thì chắc chắn là họ phải quen với vua, họ phải quen với vua. Họ vua có thể là vua tiền, vua gậy, vua cốc, vua kiếm gì đó cũng được, nhưng mà ở đây không có một ông vua nào xuất hiện hết. Ở đây chỉ có 8 tiền, ở đây chỉ có The Wheel. 8 The Wheel á, mình có thể nói một cách nhẹ nhàng đó là gì. Hai đứa mình có duyên với nhau đó, hai đứa mình có duyên gặp gỡ với nhau nè. Và giống như mình nói đó, có duyên thì nó cũng chỉ là crush, có duyên thì nó cũng chỉ là thích thầm, có duyên thì nó cũng chỉ là một cái mối quan hệ có thể tìm hiểu, có thể gặp gỡ, có thể quen biết. Nhưng mà để đi chung được với nhau á thì nó phải có thêm những cái sự cố gắng, giống như ông bà mình nói đó, có duyên thì phải có nợ mới thành vợ chồng. Thì có thể giống như hai bạn chỉ đơn giản có một cái duyên nào đó, nó lướt, nó lượn qua nhau, và cái người này trong lòng của họ họ
thật mình chưa biết là cái mối quan hệ này thật sự nó có kết thúc hay không, mình cũng không biết là hai bạn có quay trở lại được hay không, hoặc là hai bạn có tiến tới được với nhau hay không. Tại thực sự 8 tiền nó là một cái lời bỏ ngỏ bạn, tại vì 8 tiền nó không có nghĩa là kết thúc, nó cũng không có nghĩa là chấm dứt, nó vẫn tiếp tục. 8 tiền là làm cái gì đó thì mình vẫn tiếp tục làm cái đó. Thành ra nếu mà quay trở lại cái câu hỏi gốc á, là lời người này muốn nhắn nhủ gì với bạn, đó là 8 tiền ở đây tức nghĩa là nếu mà bây giờ chúng ta tiếp tục nữa, nếu mà bây giờ chúng ta tiếp tục như thế thì liệu á, giống như là tôi có thể trở thành cái hình mẫu đó hay không. Mình không nghĩ là người này họ gục ngã, mình cũng không nghĩ người này họ từ bỏ. Mình cảm thấy người này còn muốn trở thành cái hình mẫu đó, người này họ còn muốn tìm hiểu bạn, người này còn muốn quay lại với bạn, người này còn muốn hướng đến bạn. Chỉ là người này họ không hiểu được bạn, chỉ là họ không cảm thấy, họ không nhận thấy, họ không có thấy được cái dấu hiệu gì đó từ phía bạn, hoặc là có thể giống như họ thật sự không hiểu được bạn. Tại vì nữ hoàng cốc không phải là một người dễ hiểu, nữ hoàng cốc là một người rất khó hiểu và rất là thay đổi. Giống như là cái hành động của họ nó rất là sáng nắng chiều mưa, có thể là họ nói một điều nhưng mà họ nghĩ nẻo và họ làm theo một cách khác luôn á. Và 8 tiền ở trong cái bộ bài này á, thì nếu mà mình không có dịch theo kiểu bay bổng mà mình dịch theo cái kiểu nghĩa đen luôn á, là mình nói vậy, cái lời người này đang muốn nhắn nhủ với bạn đó là ê, dạo này mình có bận quá không, hoặc là hai đứa mình có ai đó đang quá bận, quá chú tâm vào công việc và sự nghiệp, hoặc là việc học quá hay không, hoặc là chúng ta đang cố gắng vào chặng đường phát triển bản thân quá hay không mà chúng ta quên mất đi cảm xúc, mà chúng ta quên mất đi những cái gọi là liên quan đến sự gọi là nuôi dưỡng cho cái tâm hồn, kiểu giống như là cái tâm hồn của mày sau ngày càng nó càng khô héo, nó càng logic, nó càng lý trí, nó là quy chuẩn ABCD. Giống như tình yêu nó đâu phải là kiểu giống như là một cái sớ, một cái list, một cái danh sách của điều lệ, của điều kiện. Giống như đâu phải mày yêu ai đó là mày phải kiểu giống như là nó cao 1m8, rồi mặt nó là hình chữ nhật, rồi mao môi nó môi son, tóc nó tóc dài, người nó thì nó đều. Đâu phải tình yêu mà theo kiểu giống như là giống như mày yêu cầu người ta phải chung thủy, chung tình, rồi biết quan tâm, biết lo lắng là người ta sẽ giống như cái khuôn mẫu đó, rồi mày đúc ra, rồi mày mong chờ mày sẽ gặp được một người như vậy. Dĩ nhiên ở đây á, mình không có nói là người này họ kiểu giống như sổ sàng tới độ vậy, nhưng mà kiểu giống như là có cái gì đó mình thấy có sự ấm ức, có cái gì đó ở đây mình cảm thấy nó hơi kiểu thất vọng. Mình cũng không biết là họ thất vọng vô bạn hay họ thất vọng vô bản thân họ nữa, nhưng mà mình cảm thấy nó không có thật sự vui, nó không có thật sự hạnh phúc. Và người này cũng nếu nha, mình nói nếu là nếu cái người này không phải là cái người như hình mẫu, và bạn là một cái người thích một cái kiểu người có hình mẫu, tức nghĩa là bạn luôn có những cái tiêu chí, những cái điều kiện, thì nó cũng giống như là một cái lời nhắc nhở cho bạn vậy đó. Giống như trong chuyện tình cảm này, không phải lúc nào mình muốn nó cũng là đúng như vậy, mà đôi khi nó lệch cái bức tượng, nó còn lệch năm đó, nó còn lệch đục, nó đục đẽo thì dĩ nhiên nó có lúc méo lúc tròn. Và mình cảm giác mặc dù 8 tiền là một người cũng hoàn hảo, là một người cũng rất là chăm chỉ cần cù và cố gắng, nhưng liệu cái sự chăm chỉ cần cù cố gắng đó nó có hơn được cái hình mẫu hay không. Và còn nếu không thì mình nói là quay trở lại cái câu chuyện mà công việc và cuộc sống, có thể dạo này hai bạn hoặc là một trong hai bạn đang có quá tập trung vào công việc và cuộc sống hay không, hoặc là cuộc sống nó có vất vả quá, nó có làm bạn quên mất đi việc gọi là chăm chút đến cảm xúc hay không ha. Nói chung nó giống như một cái lời hỏi thăm cũng được. Nói chung bằng cái lời của người này thì mình thấy ok, nói chung cũng dễ thương. Bạn có 9 cốc nè, 9 kiếm ha, và 10 tiền ha, 9, 10 ha. Rồi là cái lời mà người ta muốn nhắn nhủ đến bạn. Cái người này á, thì bài này lên thì mình lại cảm giác là một cái người mà họ kiểu giống như là họ vẫn nghĩ về bạn, hoặc họ vẫn hướng về bạn, cái năng lượng nó vẫn là mới ha, nó vẫn có cái gì đó hướng về bạn. Tại vì ở đây mình nhìn thấy 9 cốc này, mình thấy nguyên một cái người ngồi chà bè đó ra, họ rất là tự tin ha, họ rất là kiểu giống như là biết người biết người biết ta ha. Nhưng mà giống như mình thấy là ngồi ở đây, mắt mình không hiểu tại sao mà đó là mình nhìn 10 tiền là mình luôn thấy ông già này, ông nhìn có cái con mẹ này. Ông nhìn hai cái cặp nam nữ nè, mà mình cảm giác giống như đó là ông ghen tị và ông ghen ghét, hoặc là ông kiểu giống như ông thèm muốn. Dĩ nhiên mình biết trong hình đây là một cái người già, một cặp nam nữ với con cháu đồ nó đầy đàn ở đây nè, tức nghĩa là sự hạnh phúc gia đình á, sự sum vầy, sự đoàn tụ, sự thịnh vượng á, hoặc là một cái gia đình nhiều thế hệ. Nhưng mà không biết tại sao mỗi lần mình cứ nhìn vô cái lá 10 tiền là mình thấy ông già đó, ông địa rồi. Thì cái lời mà nhắn nhủ từ cái ba cái lá bài này á, mình cảm thấy ở đây giống như đó là một cái người mà họ muốn nói với bạn về một cái vấn đề liên quan đến việc đó là một cái sự giống như là
có thể tao không hành, thôi dịch chữ tao nghe thấy ghê quá nhưng mà kệ, lỡ có thể giống như là mày không có thấy tao động tĩnh, tao không có thấy tao nhúc nhích ha, không có thấy tao có một cái dấu hiệu, một cái tín hiệu nào ha, nhưng mà mày mày coi nè, tao lẫn ngồi đây tao địa mày mỗi ngày nha, kiểu giống như là mày cứ nghĩ là tao sẽ kiểu giống như là gục ngã gục khóc hả, mày cứ nghĩ là tao sẽ là kiểu người giống như là yếu mềm rồi rồi lung lay hả, mày sai rồi nha, tao cũng địa những cái người này người kia, tức nghĩa là mình không biết địa ở đây là họ địa bạn hay là họ địa người khác, nhưng mà nói chung cái câu chuyện ở đây là có hai cái chữ địa đi. Nếu mà họ địa bạn tức nghĩa là người này vẫn còn theo dõi bóng hình của bạn, hoặc là họ vẫn còn biết về thông tin của bạn, hoặc là nếu mà giả sử bạn với họ chưa có quen nhau á, thì tức nghĩa là họ vẫn còn địa bạn trong cái thời gian hiện tại, họ vẫn đang tia đang 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 ngước nhìn đang 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 stalk bạn. Còn nếu mà người này là người cũ thì họ vẫn còn địa bạn, họ vẫn còn 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 nghía tới bạn, nhưng mà cái nghía này nó mang tính cây cú ở trong đó, theo kiểu là làm mày nghĩ là mày chia tay tao xong, hoặc là mày nghĩ kết thúc xong là tao sẽ gục ngã hả, tao sẽ kiểu giống như bay màu hả, mày sai rồi nha, tao cũng có giá trị của tao, tao là chính gốc mà tao còn 10 tiền nữa, tức nghĩa là tao vừa giàu mà tao vừa đẹp, tao vừa tự tin, tao vừa có năng lực, tao bây giờ đã ở một cái level khác rồi, tao đã qua cái thời gục ngã yếu đuối, là một cái thanh niên mà gọi là ngày đêm khóc ngày khóc đêm mong rồi nha, tao không còn cái gọi là cái sự gục ngã đó nữa, tao bây giờ là đã trưởng thành rồi, tao bây giờ đã thành một cái phú ông phú hộ rồi, xung quanh tao có rất là nhiều sự lựa chọn, và giống như ở đây có chó nè, đi có người nè, có nam có nữ, có trẻ có già, có gái có trai, nói chung á mình cảm giác là họ sống trong một cái cuộc sống rất là đủ đầy. Và họ kiểu giống như họ muốn nhắn với bạn, giống như họ nói là ok nếu mà mày muốn gọi là mỗi người đi một đường đúng không, mày muốn mỗi người mà kiểu giống như có hạnh phúc riêng đúng không, mày muốn mỗi người được sống một cái cuộc sống mà nó đủ đầy đúng không, ok để tao sống tốt cho mày coi, thiếu mày hay không người ta cũng vẫn sống tốt. Thật ra mình nói nghe có vẻ giống như cây cú, có vẻ giống như là kiểu giống như là kiểu giống như nó đang hất nước vô mặt bạn, hoặc là kiểu giống như nó chứng minh là ta đây vẫn ok đúng không, thì cái ý ở đây á, thật sự là nó có một cái phần cay cay ở trong đó, tức nghĩa là người này họ có thái độ chứ không phải là không, nhưng mà kiểu giống như họ nói ok nếu bây giờ bạn, nếu mình dịch một cách nhẹ nhàng á, thì nếu bây giờ bạn không có yêu thương mình, mối quan hệ giữa mình với bạn nó xô cà na, thì ok bạn đi đường bạn, mình đi đường mình cũng có một cuộc sống, mình cũng có một gia đình, mình cũng có một tương lai nó rất là sáng lạn, thiếu vắng bạn cuộc đời mình có thể thiếu một người, nó có thể vắng một bóng người, nhưng mà mình vẫn sống tốt, mình vẫn có công việc, mình vẫn có tương lai, mình vẫn có một cái cuộc sống rất là đủ đầy bao quanh mọi người của mình, nó rất là nhiều sự lựa chọn, nó rất là nhiều tình bạn, nó rất là nhiều tình yêu gia đình trong đó, có thể thiếu bạn mình sẽ hơi buồn, mình sẽ hơi thất vọng, mình sẽ còn cảm thấy chưa có thật sự là đủ đầy, tại vì nó có chính kiến mà, nhưng mà rồi mọi chuyện sẽ qua. Đó là mình dịch theo kiểu nhẹ nhàng, còn như cây cú thì nãy mình dịch dày. Còn nếu mà cái bài này nãy mình nói là có cái trường hợp là một cái người họ đang quen mấy bạn, họ đang tìm hiểu mấy bạn, thì mình cũng không biết là tại sao người này họ không tiến tới với bạn, nhưng mà có vẻ giống như cái trong cái thâm tâm của họ bạn là cái người mà giống như mình vẫn cảm giác cái câu chuyện là không phải gu, giống như ở đây ông già địa nhỏ này, nhưng mà nhỏ này nó địa thẳng tay, nó địa một cái thằng thanh niên chứ nó không có địa ông già ha, mặc dù ông già là ông giàu 10 tiền mà ông giàu lắm, nhưng mà cái thằng thanh niên này là cái đứa nó tia chứ nó không có địa ông già, thì mình cảm giác ông già này ông mới cay, tức nghĩa là nó lại giống như cái câu chuyện là không phải mẫu hình, không đúng mẫu hình, nhưng mà kiểu giống như là thì ở đây nó cũng chưa có rõ ràng là cái con nhỏ này nó đứng nói chuyện với thằng thanh niên này á, thì có nghĩa là hai đứa này là một cặp, thằng ông già này có thể địa nhưng mà nó chỉ địa trên cái quan điểm của nó thôi, tức nghĩa là nó thấy nhưng mà nó chưa có xác thực, nó thấy nó biết nhưng mà nó hoàn toàn cũng đâu có căn cứ là nó nói là con này địa hoặc là con này kết bội kết bịch với thằng kia, mà ông già đó ổng chỉ biết một điều đó là sao tao thấy con nhỏ này nó toàn nói chuyện với trai mà trai trẻ không, mà tao không có thấy nói chuyện với trai già, thì cái bắt đầu ở trong bụng nó mới nghĩ tùm lum tùm la thôi, thì nó nhắn nhủ như vậy đó. Nó nhắn nhủ là tao vẫn còn địa mày đó nha. Xin chào các bạn chọn tụ số 2. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhấn chuông like, share để lại bình luận cho mình ha. Đừng quên follow Instagram của mình nếu các bạn muốn ha. Tam cốc 7 tiền vua tiền. Lời nhắn nhủ từ người ta gửi đến bạn. Cái lời nhắn nhủ này nói trước là nó hơi sâu cay nha, nó hơi sâu cay và nó hơi kiểu gọi là tuyệt tình nha. Thành ra hãy chuẩn bị tinh thần ha. Đầu tiên ở đây mình thấy là tám góc là bỏ đi, chấm dứt, kết thúc ha. Bảy tiền ở đây là không có muốn nhìn con ma bay lượn lượn ở trên đây ha. Còn ông vua tiền ở đây tức nghĩa là ông quay mặt đi chỗ khác, ông ngồi luôn, ông nhìn chứ ông không thèm nhìn cái con mổ mổ ở phía sau ha. Thì mình cảm thấy ở đây đó là cái gì?
Mình nghĩ nếu đây là một mối quan hệ mà hai bạn đã chấm dứt rồi, dù là hai bạn chỉ là crush thôi, tức nghĩa là họ un crush các bạn, hoặc là hai bạn đã quen nhau rồi rồi hai bạn chia tay á, thì cái người này họ chỉ muốn nói một cái lời rất là ngắn gọn và đơn giản, đó là bùng rồi thì thôi dẹp luôn đi mấy ba mấy má, đừng có câu nệ nữa, đừng có câu giờ nữa, đừng có câu thêm cái gì vô cho đi đây vô vô đây nữa, đã quá mệt mỏi rồi, kiểu giống vậy. Tại vì mình thấy ở đây đầu người này đầu tiên lên là tám cốc. Người này họ xét ra một cái, họ đặt ra một cái biên giới. Bạn thấy ở đây có 8 cái cốc và có một cái chân nước và có một cái người đàn ông đang cầm gậy bước đi ở bên đây nè. Ở trong khi ở đây là một cái thành phố xa hoa, đầy pháo bông, đầy ánh sáng, đầy đèn đốm, tức nghĩa là niềm vui. Mình cảm thấy cái người này họ không có cảm thấy được cái niềm vui, cái hạnh phúc trong cái mối quan hệ này nữa. Họ không có còn cái cảm xúc của sự hạnh phúc ở trong đó nữa. Thì trong một cái mối quan hệ tình cảm mà khi mà người ta không còn cảm thấy cái sự hạnh phúc, cái niềm vui, cái tình cảm trong đó, thì đến lúc người ta đi là chuyện hiển nhiên. Và mình cảm giác ở đây ông này ông bỏ 8 cái cốc đó lại, tức nghĩa là dù bạn với ông đó có cái gì, tức nghĩa là đã từng tìm hiểu, chưa từng tìm hiểu, hay là có một cái kết nối nào đó ở đây, ông muốn dừng lại, ông muốn không muốn xây thêm nữa. 8 cốc là nó gần 10 cốc rồi. Nhưng mà kiểu giống như là nó tới con số 8 thôi, nó không có lên được con số 10. Và mọi thứ nó chấm dứt ở đó, nó chấm hết ở đó. Và họ không có nhu cầu, họ giống như là họ xây thêm một cái nấc thang nữa. Họ cảm giác giống như đó là dù nó có vui, dù nó như thế nào, thì 8 là 8, không có 10. Cái thứ hai nữa là ở đây chúng ta có 7 tiền ha. 7 tiền, 7 tiền mà ở đây có một con ma nó bay dịu dịu trên đây. Tức nghĩa là người này họ cảm giác giống như là có thể là họ đã từng bỏ công bỏ sức vào, họ đã từng trông mong rất là nhiều, họ đã từng nghĩ rất là nhiều rằng cái thứ này tức nghĩa là cái cây đó, cái cây tình yêu ha, cây tình cảm đó, tôi đã vun sáng rất là nhiều, tôi đã kỳ vọng rất là nhiều, nhưng mà vô tình cái cây này có con ma nó lượn qua lượn lại thấy ghê quá, và kiểu giống như là không biết có dám nên hái không, lỡ hái là con bao con đó nó bay xuống nó đớm cái là chết. Tức nghĩa là người này họ cảm giác giống như đó là cái gì đó không thuộc về họ, hoặc là họ cảm giác giống như là công sức họ đổ ra nó giống như bỏ sông bỏ bể vậy đó, và họ nghĩ rằng cái gì giống như kiểu giống như là cái thứ họ làm, cái việc mà họ làm cuối cùng á ai hưởng, giống như ví dụ mình nói trong cái câu chuyện tình cảm, mình thương bạn nhưng bạn không thương mình, thì cuối cùng á mình có hưởng được cái gì trong đó không, không xin lỗi nhưng mà không có hưởng được cái gì hết trơn. Mình thương bạn nhưng mà bạn không có thương mình thì làm gì mình có cái gì hưởng. Thì cái người này họ cảm giác vậy, họ cảm giác giống như là người ta nói là trồng cây si đó, thì cái thằng nào trồng cây si thì thằng đó ngu, giống như là trong chuyện tình cảm đó là người 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 ta hay nói vậy, thằng nào trồng cây si thì thằng đó chết trước. Tại vì kiểu giống như là mình si người ta chứ mình gọi là si mê người ta chứ người ta đâu có si mê mình, mà cây si nó càng bự tức nghĩa là chứng tỏ cái tình cảm mình dành cho người đó càng bự. Và cái người này họ nhận ra cái cây si của họ nó bự quá rồi, nó 7 tiền rồi bạn, 7 tiền là còn thiếu có 3 đồng tiền nữa là thành 10 tiền, là chín mùi đó. Mà bây giờ nó tới 7 tiền rồi là nó đã đơm bông kết trái, là cái cây si của họ nó đã bự chảng rồi. Và họ tự nhủ đó là bây giờ nếu mà mình vẫn cứ si cái hình bóng cái con ma này nó bay qua bay lại hoài á, là nó chỉ là cái ảo ảnh thôi. Có thể là người này họ nghĩ về bạn rất là nhiều, có thể là người này họ mường tượng rằng giống như tôi với bạn mới quen nhau mà họ đã nghĩ tới trời ơi hai đứa mình mà quen nhau chắc hạnh phúc lắm, ôi tình cảm của hai đứa chắc nó sẽ rất là sâu đậm và gì. Nhưng mà những cái thứ đó chỉ toàn là ảo tưởng, những thứ đó chỉ toàn là kỳ vọng, những thứ đó chỉ toàn là những cái ước mơ thôi. 7 tiền là khát vọng, là mong muốn, là một cái sự kiểu giống như là cố gắng chăm sóc để cho có một cái tương lai có hậu á. Còn nhưng mà nó chỉ là mong ước thôi, ai biết được. Giống như cái cây ở trên trái, giống cái cây ở trên trái, cái trái ở trên cây, cái trái ở trên cây cũng chả ai biết là cái trái đó ngày mai nó có chín không. Giống như người ta nói là chưa tới 30 chưa có là Tết. Thì kiểu giống như đó là bây giờ giống như cái trái này nó ở trên cái cây đó thì có chắc gì cái trái đó nó chín không ha. Là cái kế tiếp nữa là mình thấy ở đây là có vua tiền. Vua tiền thì cái người này ở đây nè, bạn thấy là có một cái con chim nó đang gọi là nó đi nhẹ 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 lén lén ở phía trong, ở phía sau cái ông này đang nó ăn cái này là cái đồ mà gọi là cái gì ta, cái lạp, cái đồ mà để đậy lên đồ ăn á. Thì cái con này nó đang me me nó ăn đồ ăn của ông vua tiền này. Mà ông vua tiền này ổng kiểu giống như đó là ổng đâu có thèm nhìn đâu, ổng biết ở phía trước ổng là một cánh đồng lúa, ổng mắt ổng nhìn cánh đồng lúa vàng hè chín này nè, ổng có đủ thứ ở phía trước rồi, ổng không có cần cái này. Nhưng mà kiểu giống như là mình cảm giác cái người này họ nhắn nhủ với bạn giống như là cái thứ mà họ mong muốn bây giờ có thể là đã đổi rồi. Ngày xưa họ nghĩ là bây giờ ta phải trồng cái cây này, ta phải trồng cái cây si này, nhưng mà không, bây giờ cây si này nó héo leo rồi, nó không có còn trái cây gì nữa hết, nó bắt đầu nó chỉ còn cái cọng dây thôi, nó còn cái cọng dây nho thôi. Và họ biết là giống như là cái tình cảm này nó bắt đầu nó héo mòn rồi, nó bắt đầu nó banh banh rồi, tại vì giữa bạn với họ bắt đầu nó có những cái sự
thay đổi, nó có những cái sự rạn vỡ, nó có những cái sự gì đó nó không có còn như như họ mơ mơ ước mơ tưởng nữa. Hoặc là có thể là họ đã tìm được một cái mảnh đất mới. Mảnh đất mới này bạn cứ hiểu là họ quan tâm vô công việc, họ quan tâm vô cuộc sống, họ quan tâm vô một cái người nào đó khác cũng được. Hoặc là kiểu giống như là có thể giống như là giữa họ với bạn đang có những cái quan điểm khác nhau về chuyện tình cảm, công việc và cuộc sống cũng được ha, không nhất thiết phải là có một cái người khác. Thì mình cảm thấy giống như đó là họ muốn nói với bạn, nếu cái sự quan tâm của bạn nó không phải là họ, mà nó là công việc, mà nó là cuộc sống, mà nó là tiền bạc, nó là vật chất, nó là cái gì khác, ok thì bạn cứ quan tâm vô nó, còn họ thì quan tâm vô bạn. Nhưng mà họ cũng thừa biết cái sự quan tâm này nó không có mãi mãi gì được bạn, không có rung chuyển được bạn, giống như bạn là ông vua tiền, bạn ngồi lên một cái ngai bằng đá, thì họ là cái con chim này, họ cũng không có thể nào làm cho bạn lung lay và lung chuyển được ha. Rồi mình cũng cảm thấy là cái lời người này muốn nhắn gửi với bạn đó là có vẻ giống như là họ, nếu mà bây giờ mình nhìn ngược lại, họ là con ma, họ bay vòng vòng trên đây, mà bạn là cái người đàn ông này, bạn chỉ nhìn vô cái cây cái trái này, giống còn không, nó giống như bạn là con chim này, nhưng mà họ là người quay mặt đi, tức nghĩa là có một cái sự phũ phàng nào đó trong cái hành động của bạn, có một cái sự khước từ nào đó trong cái hành động của bạn với họ, hoặc là của họ với bạn, nó dẫn đến cái câu chuyện tình cảm ở đây. Đó là họ nhắn đó là dù họ có bay bay lượn lượn vòng vòng trong đây, nhưng mà nó vẫn không có gọi là rớt vô cái sự chú ý của bạn, nó vẫn không có làm cho bạn lung lay thay đổi hoặc là rung chuyển gì được cái trái tim của bạn hết, và mọi thứ nó giống như nó đã đâu vào đó hết rồi, nó đã mặc định thành một cái giống như là nó trở thành một cái gì đó mặc định, nó không có thay đổi được nữa ha. Chúng ta có ba cốc ha, một kiếm ha, và hai cốc ha. Thì đối với mình á, thì cái lời nhắn nhủ của cái người này đến bạn á, thì mình cảm thấy là ở đây á, cái người này có vẻ như là một cái người mới quen bạn, hoặc là một cái người có tình cảm, hoặc là có cảm xúc gì đó với bạn á. Tại bài lên ở đây mình cảm thấy là cái người này họ họ mới quen bạn đây, họ mới quen bạn gần đây, họ không có quen bạn lâu, họ cũng không có quen bạn đủ sâu đủ dày. Họ biết bạn qua một cái nhóm bạn, qua một cái người thân, qua một cái kết nối bạn bè nào đó, nói chung là do người giới thiệu tới cũng được. Và một kiếm tức nghĩa là họ muốn tiến tới bạn, họ muốn hiểu tới bạn, họ muốn tấn công bạn, họ muốn đẩy mối quan hệ này từ ba cốc là bạn bè xuống hai cốc, tức nghĩa là tình yêu, tình ứa, tình ái. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ đó là cái lời này là cái lời họ nhắn với bạn thôi, chứ gọi là chứ chứ không có nghĩa là họ sẽ làm, tức nghĩa là họ đang hướng tới cái năng lượng đó ha, bạn hiểu không? Tức nghĩa là trong bài tarot nó là một cái dạng hướng năng lượng, chứ nó không phải là một cái điều mà nó 100% chắc chắn nó sẽ diễn ra. Thành ra ở đây mình cảm thấy cái người này có thể giống như đó làm họ vẫn âm thầm đóng vai trò là ba cốc, tức nghĩa là họ vẫn còn đang trong cái tình trạng là bạn bè, bạn xã giao, bạn biết biết quen quen sơ sơ, bạn mới kết nối với bạn trong khoảng thời gian gần đây, hoặc là cũng có thể thậm chí là họ chỉ mới biết bạn thôi á. Ha. Thành ra mình cảm giác cái lời nhắn nhủ của người này đó là tao để ý mày rồi đó nha, tao 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 gọi là tao 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 thấy rồi đó nha, tao tao đặt mày vô tầm ngắm tao rồi đó nha. Còn cái chuyện mà tao hướng tới cái câu chuyện tình cảm thì để tao lần mò cái đã, lần mò làm sao? Tại vì người này là một kiếm, thành ra có thể họ là một cái người rất là muốn rõ ràng trong chuyện tình cảm. Tức nghĩa là trong câu chuyện tình cảm họ muốn A là A, B là B, họ muốn mình là tình bạn chứ không phải là tình bè, chứ không phải là tình yêu, chứ cũng không phải là trên tình bạn dưới tình yêu, vui biết bao nhiêu mà không được cái quần gì hết. Thì mình cảm thấy ở đây là người này họ không có thích nó như vậy. Họ muốn nó có một cái sự rõ ràng, nếu mình là người yêu thì mình phải là hai cốc, còn nếu mình là bạn thì mình phải là ba cốc. Họ không có thích một cái sự 50-50. Mình thì mình cũng không biết là người này ấy họ đang muốn xác định hoặc là xác nhận gì với bạn. Giống như ví dụ nha, ở đây trường hợp nếu mình với bạn đã biết nhau rồi là ba cốc thì vẫn là biết nhau, nhưng mà mình với bạn cứ lượn lờ cứ quăng tín hiệu, quăng đèn xanh rồi đèn đỏ, quăng đèn đỏ rồi lại đèn xanh, rồi quăng luôn đèn vàng, mà hai đứa không có đứa nào mở cái miệng ra là mình thích bạn, bạn thích mình, thì cuối cùng mình với bạn vẫn là ba cốc, nó vẫn không có tiến được cái bước nào hết ha. Còn nếu mà mình với bạn mới biết nhau, hoặc là mình với bạn cũng mới mới bắt đầu tìm, mới bắt đầu thôi, chưa có cái gì xa xôi xăm xỉ hết, thì kiểu giống như người này họ muốn rút ngắn khoảng cách cái đã. Rút ngắn khoảng cách ở đây là gì? Không phải là tỏ tình đâu nha mấy ba, mà là kiểu giống như là để nói chuyện thử coi sao, để tìm thử hiểu thử coi sao, để thử coi là tấn công thử coi coi sao á. Tức nghĩa là họ người này họ chỉ đơn giản là họ muốn hiểu bạn hơn, họ muốn coi coi là mình với bạn có nên trao đổi chiếc cốc với nhau hay không. Lúc trước thì họ có thể, tại vì ba cốc có thể mình sẽ giải theo một cái hướng gọi là thứ ba luôn, là trong một cái vườn hoa có rất là nhiều hoa, tao thấy mày là một bông hoa xinh và tao cũng thấy bạn kia là một bông hoa thắm, giữa con xinh và con thắm thì con nào cũng
xin thắm, thành ra kiểu giống như là tao chưa biết cắt con thắm hay con sinh để đem vô nhà chưng, thành ra tao không cần phải cắt một lượt hai con và xin thắm vô vô ha, tại vì bệnh bông nó có một chỗ để cắm thôi. Thành ra tốt nhất là tao cần phải cân nhắc giữa con sinh với con thắm, coi con nào gọi là nó hợp ý ý chí của tao hơn. Tại vì hai cóc nghĩa là tìm cái người hợp, tìm cái người phù hợp, tìm cái người đúng, tìm cái người gọi là hãy chọn gia đúng đó. Và cái người này họ 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 muốn kiểu giống như đó, là giống như họ không có muốn phí hoài á. Giống như trong cái vườn hoa đó thì có sinh có thắm, thì bây giờ mình không nên cắt một lượt hai cái bông, nó thừa lắm. Mình cắt một bông thôi thì dù sao nó vẫn còn một cái bông khác, giống như là nó không phải là sự lựa chọn của mình thì nó là sự lựa chọn của người ta. Tức nghĩa là người này họ không có thích bắt cá hai tay hai ba chân gì hết, họ chỉ đơn giản là họ muốn chọn một cái người phù hợp với cái mưu cầu của họ thôi. Và người này họ là người cẩn trọng trong chuyện tình cảm, giống như mình có thể giải bài theo kiểu là họ cũng muốn cắt con sinh hay con thắm, nhưng mà đừng có nghĩ là họ bắt cá hai tay. Ở đây người này chỉ đơn giản đó là họ có nhiều sự lựa chọn thôi. Giống như ví dụ bạn là một người thật là xinh đẹp, mình thích bạn thì sẽ chắc chắn đồng thời đâu đó vòng vòng trong cái thế giới của bạn vẫn sẽ có người thích bạn, thì đâu đâu có nghĩa là bạn đã bắt cá hai tay, mà chỉ là bạn đang có nhiều sự lựa chọn hơn thôi. Thì ở đây mình không biết là bạn bạn là người xinh đẹp hay là cái người bạn thích là người xinh đẹp, cái người nhắn nhủ này là người người xinh đẹp, mình cảm giác họ có rất là nhiều sự lựa chọn, hoặc là bạn có rất là nhiều sự lựa chọn. Và giống như trong cái câu chuyện tình cảm, một khi chưa chốt đơn, chưa có bắt đầu một mối quan hệ, chưa có hạ hồi gọi là tỏ tình, thì mỗi người đều có những cái sự lựa chọn riêng, họ vẫn luôn có những cái sự lựa chọn mở. Và nếu mà mình hợp với bạn, nếu mà mình có thể tiến được tới với bạn thì tiến, còn mình tiến không được, mình không có tiếng nói chung, mình không có thấy hợp nhau, mình vì một cái lý do nào đó mình với bạn cảm giác rất quất thì thôi dẹp ha. Thì mình nghĩ đó là cái lời mà người này muốn nhắn với bạn. Xin chào các bạn, chọn tụ số 3 ha. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhấn chuông, like, share để lại bình luận cho mình ha. Đừng quên follow Instagram của mình nếu các bạn muốn. Thì cái lời nhắn nhủ từ người ta gửi đến bạn ha. Một kiếm. Bữa nay bài nó giống giống nhau không mà tao ôi. The Hierophant và The Moon. The Moon. Nhắn cái gì mà cần phải tới The Moon dữ vậy mấy ba. Đầu tiên trong đầu mình khi mà mình nhìn thấy ba cái hình này á, là mình thấy cái gì nó cũ cũ, nó muốn bay về đó mấy bạn. Nhưng mà mình ở đây mình cũng không mặc định là người cũ ha, mà mình mặc định là một cái người mà chúng ta đã từng biết, một cái người mà chúng ta đã từng có kết nối. Thì thật ra đó nó chơi vậy thôi, nhưng mà kiểu giống như là có thể là người cũ, có thể là người mà các bạn từng biết, từng có kết nối, hoặc là thậm chí đã từng quen biết nhau thôi, nhưng mà chưa có tỏ tình, tỏ tàng, hay là chưa có tìm hiểu gì hết vẫn được nhá. Thì ở đây đầu tiên là bạn nhìn thấy nha, giống như cái người này ngõ ra chiến trường, họ đấu xong họ chiến đấu xong cái ở dưới quê nhà mấy má này tưởng cái má này ngủm rồi, nhưng không, má này vẫn vẫn gọi là kiên cường quay trở về. Thì mình không biết là ngày xưa giữa bạn với họ, giữa bạn với cái người mà bạn yêu á, giữa bạn có thể là giữa bạn với người bạn yêu, có thể là giữa bạn với một cái người nào đó, hai hai bạn đã có khoảng thời gian mà kiểu giống như là búm xe la bùm gì đó, nhưng mà kiểu giống như là nó không có hạ hồi phân giải, nó chưa có kết quả, nó có thể là đột ngột ngưng, tự nhiên ngắt kết nối, tự nhiên im lặng, tự nhiên mất cảm xúc, tự nhiên ngừng liên lạc vì một cái lý do rất là kiểu giống như là chúng ta khác tiếng nói chung, chúng ta không có tìm được một cái điểm chung nữa, bởi vì the Hierophant là đức tin chung, niềm tin chung, hướng đi chung, công việc chung, hoặc là một cái sự chung chung nào đó. Nhưng mà giống như là một kiếm và Hierophant tức nghĩa là chúng ta có những cái con đường và những cái quyết định riêng, và The Moon tức nghĩa là chúng ta không có nhìn thấy được cái điểm chung của nhau và chúng ta tách nhau ra. Thì bây giờ người này họ mới muốn nhắn nhủ với bạn là ở một ngày xa xưa nào đó chúng ta đã khác nhau như thế, còn bây giờ chúng ta có còn khác nhau nữa hay không, và nếu chúng ta không còn khác nhau nữa thì liệu hai con chó nó có của sủa cùng một tiếng hay không. Ở đây chúng ta có hai con chó, một con chó nhà và một con chó sói. Thì mặc dù đều là chó nhưng mà một cái là chó nhà và một cái là chó hoang. Thì ở đây giống như là hai con này nó khác nhau, một con nó sủa và một con nó tru, thì mình nó vẫn khác nhau thôi. Là thật ra theo cái quan điểm của bài á, thì hai bạn vẫn khác nhau, cái vấn đề vẫn là khác nhau.
mình vẫn không biết cái nội hàm câu chuyện này hai bạn có trục trặc gì với nhau, nhưng mà mình vẫn thấy cái trục trặc đó nó vẫn còn, giống như ngày xưa hai bạn chấm dứt mối quan hệ bởi vì hai bạn bực bội gì đó với nhau, bởi vì hai bạn khác tôn giáo với nhau. Tại vì the hierophant nó có thể hiểu là tôn giáo, chính trị, đức tin, niềm tin rồi cũng được, khác về tôn giáo, tín ngưỡng, khác về gia thế, gia cảnh, hoàn cảnh, khác nhau về học thức, tri thức, khác nhau về quan điểm sống, đức tin sống, niềm tin sống cũng được ha, khác nhau về công việc và sự nghiệp cũng được luôn. Nói chung rất là có một cái sự khác biệt nào đó mà không có thể dung hợp lại được tại cái thời điểm đó. Và bây giờ chúng ta có The Moon nữa, có nghĩa là hai cái sự khác biệt này nó quá, giống như là cái sự khác biệt này nó quá to lớn đi, nhưng mà kiểu giống như là vậy, tôi với bạn khác biệt, tôi tôn trọng bạn cũng tôn trọng tôi khác bạn khác tôi, hai đứa mình khác nhau hết. Nhưng mà được cái là bạn hiểu tôi khác bạn, tôi cũng hiểu bạn khác bạn, tôi không ghét bạn không ghét tôi. Nhưng mà bởi vì tôi không ghét bạn, bạn cũng không ghét tôi, nhưng mà tôi với bạn là nước sông với nước giếng, hai đứa mình đều là chó, nhưng một con chó nhà và một con chó sói, hai đứa mình không có giống nhau, đều là chó thiệt đó, nhưng mà một con chó nhà, một con chó hoang, nó vẫn khác nhau à, không thể nào giống nhau được hết. Bản chất đều có gen chó, nhưng mà mình không thể nào mà mình giống nhau được hết, nó vẫn có cái gì đó khác. Và hai đứa mình biết hai đứa mình khác nhau, nhưng mà hai đứa mình có nghĩ về nhau không? Có nghĩ về nhau, có một cái sự liên kết với nhau, giống như mình nói là cùng gen chó mà, thì nó vẫn là có một cái cùng giống nào thôi. Nhưng mà từ xa xưa lắm á, thì mình thấy cái lời nhắn nhủ của cái người này đó là nếu ngày xưa anh đi ra chiến trường, bây giờ chiến tranh kết thúc rồi, hòa bình đã lặp lại, bây giờ anh quay trở về tự nhiên thấy em với một con chó khác, thì kiểu giống như người này họ cảm giác giống như là không biết là liệu có còn cái cơ hội cho họ quay về, có còn cái cơ hội cho họ tiếp tục, có còn cơ hội nào đó để chúng ta giảng hòa cái gọi là chiến tranh và hòa bình này hay không, có một cái cơ hội nào đó để cho chó nhà và chó hoang nó ghép gặp với nhau hay không. Nhưng mà mình nói thẳng, tự bản thân người này, tự trong tâm trí tâm khảm của họ, tự trong cái cảm xúc của họ, họ cũng đã biết rồi, họ cũng đã hiểu rồi, họ cũng đã thấy rồi, họ cũng đã tự cảm nhận được rồi, là mình nói rồi, chó là chó, chó nhà là chó nhà, chó sói là chó sói, họ tự biết nó khác và họ cũng tự thấy là giữa hai bạn quá khác biệt. Nhưng mà mình nói rồi, cảm xúc nó là một cái gì đó nó không phải có thể lý giải thành lời thành tiếng, nó là một cái thứ gì đó mà nó dẫn dắt con người ta, nó rất là đi từ cái ngu này tới cái ngu khác đó. The Moon là đi từ một cái sự mơ hồ này qua đến một cái sự mơ hồ khác đó. Thì cái người này họ chỉ muốn nhắn nhủ với bạn đó là có thể là họ còn thương, còn nhớ, còn mong, họ có thể còn hy vọng một cái mơ mộng hão huyền nào đó về một cái kết nối, hoặc là họ có thể nghĩ về một cái sự gắn kết nào đó trong tương lai, nhưng thậm chí bản thân họ nghĩ nhưng mà giờ họ vẫn không tin nha. Ba lá kế đi ha, chứ ba lá đó mình cảm giác nó quá mệt mỏi rồi. Tam cốc, The Hermit ha, và The Wheel of Fortune. Dạ, trời ơi, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Lời người này muốn nhắn nhủ với bạn, sao toàn là thấy ly biệt với ly tán không mà ta à? Một người gọi là lên đường ra đi, mình không thấy có một cái kết thúc, lộn, mình không thấy có một cái có hậu nào trong đây hết trơn nha. Bài này lên ở đây mình cảm thấy vậy như nào, cũng là một câu chuyện về chia ly và ly biệt gì đó ở đây, nhưng mà nó thật ra dùng từ chia ly và ly biệt nghe thấy ghê quá, nhưng mà tạm thời nghĩ một cách đơn giản là như vậy. Ngày xưa chúng ta gặp nhau, nhưng mà vì một cái lý do hãm lờ nào đó chúng ta tách biệt nhau ra, chúng ta phải kết thúc, chúng ta phải dừng lại, chúng ta phải phải gọi là mạnh ai nấy đi, đường ai nấy sống, thân ai nấy lo. Và bây giờ mặc dù chúng ta vẫn nhớ về nhau, chúng ta vẫn nghĩ về nhau, nhưng chúng ta đã thành một cái người đạo sĩ, một cái người nào đó gọi là thấu hiểu rồi, chúng ta đã già cỗi rồi, chúng ta đã trưởng thành rồi, chúng ta đã thấu hiểu được cái nhân gian, cái thế gian này tình yêu là một cái gì đó nó khắc khổ, nó đau đớn, cái sự chia ly ngày xưa là một cái gì đó nuối tiếc. Chúng ta muốn cầm đèn, chúng ta rọi lại cái quá khứ ngày xưa, nhưng mà đáng tiếc dòng đời nó đưa đẩy, đẩy chúng ta đi quá xa rồi đó. Thành ra kiểu giống như đó là giá gì giá như, ước gì giữa mỹ tâm đồ đó, là kiểu giống như là cho thời gian quay trở lại đó, nhưng mà thời gian nó đâu có quay trở lại đâu, nó quay luôn á, nó quay đi á nè, nó quay đi nè chứ nó không có quay lại em. Mình cảm thấy ở đây có một cái sự tiếc nuối rất là lớn, và cái sự tiếc nuối này mặc dù bây giờ đã có một cái sự thấu hiểu rồi, tại vì có The Hermit, tức nghĩa là mình nói là ngày xưa mình với bạn là cái gì không cần biết, giống như mình với bạn là người yêu cũ, mình với bạn là tình dang dở, mình với bạn là crush nhưng mà không thành, rồi bây giờ lại gặp nhau lại nữa, tức nghĩa là dù trời xui đất khiến sao, có duyên có nợ quá trời đi, duyên nè, có duyên nè,
gặp lại nhau nữa, mà bây giờ á, gặp lại nhau nhưng mà chúng ta đã khác rồi á, kiểu giống vậy. Nói chung nó nhìn cái trải bài nó chua lè ha, không có muốn giải bài tí nào luôn á, mà bị kiểu giống như là nó kiểu giống như là giống như những cái người mà họ có rất là có duyên với nhau nhưng mà họ tới với nhau không có được á, trời nó khổ tâm lắm. Kiểu giống như là bạn gặp lại họ, bạn lòng bạn nó lẫn xuyến sao nó sao xuyến đó, nhưng mà kiểu giống như giờ người ta có chồng, người ta có bồ, người ta có người yêu hết rồi, hoặc là người ta thậm chí có con, hoặc là người ta thậm chí đã ở một cái phương trời xa xôi nào đó. Giống như là tại vì bài này lên mình có thể dịch lại như vậy: ngày xưa thương nhau lắm nhưng mà có thể người ta đi đi ly tán nè, có thể người ta di dân nè, người ta đi định cư, người ta đi du học. Tại vì The Hermit với The Wheel of Fortune là có khả năng đi du học, đi học xa, đi học cao, đi học lên, đi định cư, thay đổi ở chốn ở, thay đổi công việc chốn ở gì đó, đại loại là chia tách nhau ra về mặt khoảng cách địa lý, thậm chí giữa bạn với họ có một cái sự chênh lệch với nhau về mặt tri thức và học vị luôn. Giống như ví dụ mình là dân thường, mình là một đứa không có biết chữ, còn bạn là thạc sĩ, tiến sĩ, kỹ sư, lộn, giáo sư gì đó, bạn cao quá, mình thấp quá, bạn ở trên giống như bạn trên mặt trăng còn mình bò dưới đất vậy đó. Hai đứa mình là khác nhau quá nhiều, nó dẫn tới cái chuyện là không có hợp nhau được. Mặc dù bạn thấy ở đây nha, hai cái lá bài này rất là vui, The Hermit là số 9, The Wheel là số 10, hai lá bài này liên tục đi với nhau, tức nghĩa là nó đi liên tục với nhau, nhưng mà hai cái lá này nó quay hai hướng nè, nó con này quay qua đây, con này quay qua đây. The Hermit là quay vô trong, là hướng vô trong, hướng nội, hướng vô tâm, hướng vô cái sự đi tìm tòi cái khát vọng bên trong để làm thông suốt cái bản thân. Còn The Wheel là đi ra bên ngoài, đi ra thế giới bên ngoài, đi tìm cái gì đó bên ngoài, trải nghiệm bên ngoài khác, thử sức mình ở bên lĩnh vực bên ngoài. Hai con này không có liên quan gì với nhau á, mà giống như mình nói, mặc dù đứng cạnh nhau nhưng mà chúng ta là hai con đường, con này đi vô đây và con này nó qua đây, là kiểu giống như là bạn biết rồi đó, hai cái con đường đó là hai con đường giống như là chúng ta đi tới ngã ba và mỗi đứa quẹo một hướng. Thì mình cảm giác nói chung nó chua lè, mình không có cảm giác một cái gì nó giống như là mình có thể giải nó theo một cái kiểu gọi là open ending, kiểu giống như là hẹn em một ngày nào đó trong một cái tương lai xa xôi nào đó, nếu có duyên gặp lại thì chấm cảm ở chỗ đó, chữ thì đó mình sẽ chấm cảm đó luôn á, mình không có dám chấm một cái gì khác luôn á, tức nghĩa là chả biết được ngày mai nó là cái gì luôn á. Tại vì thật ra bài lên The Wheel mà có biết mẹ gì đâu giải, bài lên The Wheel tức nghĩa là hạ hồi phân giải nha, tương lai là nói tiếp nha mấy má, chứ giờ là chấm dứt ở đó nha. The Hermit tức nghĩa là bây giờ hai đứa bay hãy ngậm ngùi hát bài chia tay nhau đi, bây giờ chúng mình kết thúc tại đây. Tại vì kiểu giống như là mỗi người đã có một cái con đường, một cái số phận, một cái định mệnh dẫn lối đi riêng rồi, và kiểu giống như là cái con thuyền này giống như chúng ta đi chung một chuyến đò, nhưng mà qua tới bến đò bên kia thì mình lên nối bạn xuống biển thì hai đứa mình cũng không có gặp nhau nữa. Và nếu đây là một cái trải bài mà dành cho những cái bạn nào mà đã từng yêu nhau mà phải xa cách thì cái này mình nói thiệt á, thì không có đường né, tại vì nó giống như số phận định mệnh và số phận an bài, không cãi lại được. Mình cũng không có nói hoặc là làm được cái gì thêm cho mấy bạn ngoài cái chuyện là đôi khi chúng ta có duyên có nợ, nhưng mà nó chỉ cho chúng ta một giai đoạn và chúng ta hết duyên hết nợ thì chúng ta phải đi. Còn nếu mà đây là một cái câu chuyện tình cảm dành cho những bạn mới bắt đầu thôi, chứ tự nhiên là mình với bạn mới gặp nhau thôi, mình với bạn cũng kiểu giống như là mới sương sương mới gặp nhau, thì đừng có buồn cũng như đừng có quá đặt nặng cái câu chuyện là hạ hồi chúng ta sẽ đi về đâu. Chưa chắc, nói chung bài nó lên là nếu mà mình với bạn mới gặp á, thì câu chuyện này nó khác nha. Nếu mà mình với bạn mới gặp thì có thể mình với bạn hơi khác nhau một chút, và kiểu giống như là mình với bạn có thể là cũng chưa có mặn mà mặn mòi gì với nhau lắm. Tuy nhiên thời gian vẫn là một cái câu trả lời dành cho mối quan hệ này. Có thể chúng ta khác nhau, có thể chúng ta chưa có thật sự có những cái rung động, nhưng mà biết đâu thời gian sẽ trả lời, biết đâu một ngày nào đó tình yêu sẽ thấm đượm đại lời như vậy. Chứ thật ra mình cũng không có biết nó đi đâu hết. Thật sự mình cảm giác nói chung là có cảm xúc, có một cái gì đó nó rất là kiểu hân hoan và vui vui. Giống như ví dụ như tự nhiên trên đường đời tấp nập, bỗng dưng mình gặp một cái người nào đó, mình thấy một ai đó rất là hợp ý, rất là vừa lòng, rất là ngon ăn ngon mắt, và mình cảm thấy giống như là trời ơi, tự nhiên mình gặp được người này, cái cuộc đời mình bỗng vui. Nhưng mà tự nhiên nó vui vậy thôi, giống như mình crush người ta vậy đó, tự nhiên mình thấy nó vui, chứ cũng có cơm cháo gì được mẹ gì đâu, tại vì có là người yêu có là quần gì đâu mà vui. Kiểu giống như là mình chỉ ảo tưởng thôi á. Thì bài này nó lên theo kiểu là
Nếu thật sự mà bạn có gặp ai đó trong khoảng thời gian này mà nó khiến bạn vui thì cứ tận hưởng cái hành trình đó đi. Đừng có kỳ vọng nhiều quá, đừng có mơ mơ, đừng có ảo tưởng sức mạnh, đừng có nghĩ là mối quan hệ này nó sẽ thành đôi thành cặp hay là thành cái gì. Tại vì the will với the hermit tức nghĩa là chúng ta có duyên tái ngộ đó, có duyên hội ngộ với nhau. Còn chúng ta có cái duyên để đi tiếp nữa hay không đó, thì còn tùy thuộc vào hai đứa. Tại vì the will nó không có hứa hẹn một cái gì hết, nó chỉ nói một cái điều đó là có thể hai cái bạn này có một cái số phận, một cái định mệnh nào đó được sắp đặt, được đưa đẩy để gặp nhau. Còn gặp nhau để làm gì á, thì bài lên The Hermit tức nghĩa là để thông sáng, để thông suốt, không phải để thông sáng mà là để giúp cho, không phải là thông nhau nha, mà để làm thông cái gì ta, nhưng mà đại loại giống như là giúp nhau thông, không phải là giúp nhau thông mà là giúp nhau hiểu, giúp nhau hiểu một cái gì đó trong tương lai và học một cái bài học nào đó từ phía nhau. Còn còn chuyện mà hai bạn có quen được với nhau hay không, hoặc là hai bạn có đi chung được tiếp với nhau hay không, thì nó sẽ liên quan tới cái chuyện là giữa hai bạn cái duyên của nhau nó được tới đâu. Tức nghĩa là có những người gặp nhau tới cái duyên đó, giống như mình giải bài cho mấy bạn mà đã yêu nhau và chia tay thì cái duyên tới đó nó hết rồi thì phải đi, phải cắt, phải đứt, phải dừng. Còn nếu mà hai bạn có cái duyên để đi tiếp với nhau nữa thì cái chuyện hội ngộ này nó chỉ là một cái phần trong một cái bức tranh toàn cảnh thôi, và nó sẽ đưa đẩy hai bạn đi tiếp ha.